Hey hey hey, hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Mạnh Review. Ngày hôm nay thì trên tay của mình đây lại là một cái chiếc smartphone chứ không phải là một cái thiết bị gì khác. Và đây là chiếc Xiaomi Mi 8 Pro. Một cái sản phẩm như thế này thì nó khác so với lại Mi 8 thường ấy là cái phần thiết kế camera, cùng với đó là một vài những cái phiên bản màu sắc khác nhau, mặt lưng trong. Còn Mi 8 thường thì không có nha anh em nhé. Cũng như là những cái phiên bản RAM ROM khác nhau nhiều hơn là so với Mi 8 thường. Đây, thiết kế nút đỏ này thì cũng khác này. Đó, cơ bản là chỉ là như vậy thôi chứ còn không khác gì nhiều. Và đây là một cái sản phẩm mà cạnh tranh trực tiếp với một cái siêu phẩm của nhà Apple, là mặt trước của nó thì có một cái tai trâu, camera đằng sau dọc rất là giống với iPhone X. Và lần trước trong cái bài mở hộp LG G8 ấy, thì mình cũng có nói rằng là mình sẽ mua một cái chiếc Mi 8 về để so sánh với cái chiếc LG G8 đó. Thế nhưng mà chiếc LG G8 thì mình lại đang quay rồi, nên là mình chỉ có thể là đánh giá một cái chiếc máy như thế này thôi. Và mình sẽ có một vài điểm để so sánh với chiếc LG G8 nha anh em nhé. À, và một cái điểm mà nổi bật hơn ở trên chiếc Xiaomi Mi 8 Pro này ấy, là một cái dấu vân tay trong màn hình như này. Rất là ngon đúng không nào? Đó. Về cái tốc độ của nó cũng khá là ok rồi. Còn về những cái trải nghiệm vuốt chạm trên cái màn hình này hoặc truy cập vào bất cứ một cái ứng dụng nào thì mình thấy rằng là nó rất là nhanh và mượt mà. Và ở đây thì mình sẽ show cho anh em xem về cái điểm số AnTuTu Benchmark trên cái chiếc máy này. Đây. 424.000 điểm. Đó. Gần 425.000. Và bên trong những cái phần thông số như thế này thì mình sẽ show cho anh em xem này. Và với một cái chiếc máy như thế này thì mình mua về nó chỉ là Android 9 thôi. Mặc dù là hiện tại thì có khá là nhiều những cái phiên bản cập nhật lên Android 10. Và con chip sở hữu đó là Snapdragon 845. Độ phân giải đó là Full HD cộng. Hai camera sau thì có thông số đều giống nhau, đó là 12 megapixel. RAM thì là 6GB này. Tổng bộ nhớ trong là 128GB. Camera trước thì có một cái thông số khá là khủng, đó là 20 megapixel. Cùng với đó là một cái viên pin 3000 mAh, thấp hơn một chút so với lại trên chiếc Mi 8 thường. Và trên một cái chiếc máy như thế này thì mình thấy rằng có một vài điểm mà mình không ưa lắm. Đây anh em có thể nhìn thấy này. Mặt dưới là hai cái loa khá là cân xứng như thế này. Thế nhưng nó chỉ được một bên mà thôi. Cùng với đó là cái chiếc máy này thì đã bị cắt giảm đi cái jack tai nghe 3.5 rồi, cổng sạc Type-C, kiêm tai nghe, và chúng ta cần phải mua một cái jack chuyển đổi. Và phía bên trên này thì cũng không có cổng hồng ngoại, giống như là một vài những chiếc máy của Xiaomi đã và đang làm khá tốt. Ở phía bên cạnh trái này thì nó chỉ có một cái khay SIM, và bên trong khay SIM chúng ta sẽ có hai cái khay SIM nano như thế này thôi. Và ở đây thì mình đã lắp hai cái chiếc SIM vào. Nói chung là về sóng sánh thì khá là ok và nó nhận rất là nhanh. Truy cập vào cái phần gọi điện ở đây thì anh em có thể thấy được rằng là với một cái chiếc máy như thế này thì cái loa của nó cũng khá là ổn, to và trầm. Về cái mức độ 4G trên cái chiếc máy này thì cũng ở mức khá. Còn về cái tốc độ bắt wifi ấy, thì mình thấy rằng là nó hơi bị chậm nha anh em nhé. Và ở đây thì mình sẽ test loa luôn để xem là cái tốc độ wifi của nó cũng sẽ như thế nào. Rồi, về cái chất lượng loa ấy, thì mình thấy rằng cái độ bass của nó thì khá là trầm ấm rồi. Còn âm lượng ấy, thì ở mức độ trung bình. Còn về tốc độ wifi thì anh em có thể nhìn thấy là khi mà mình kéo tay nó cũng chưa được nhanh cho lắm đâu. Về camera thì sao? Về camera trước ở trên chiếc máy này thông số đó là 20 megapixel. Về cái mức độ chi tiết ấy, thì rất ngon. Thế nhưng mà về màu sắc ấy, mình thấy rằng là nó chưa có điểm nhấn mà nó bị dàn đều. Chất lượng quay video cao nhất ở cái camera trước ấy, thì nó chỉ là 1080 30 khung hình trên giây thôi. Với camera sau ấy, thì chúng ta có thể thấy được rằng là nó đã được nâng lên là 4K 60 khung hình trên giây. Khá là ngon đúng không nào? Thế nhưng mà về cái chất lượng quay ấy, thì mình thấy rằng là nó bị bệt nhé. Và so với lại chiếc LG V40 hoặc là LG G8 ấy, thì cái độ chi tiết của nó không được cao đâu. Và cái chất lượng thu âm trên cái chiếc máy này thì khá là tệ. Nó nhiều check, độ nổi khối không cao, cũng như là cái âm lượng cho ra nó hơi bé. Chụp trong cái điều kiện ban ngày ấy, thì ảnh cho ra chất lượng khá tốt. Thế nhưng mà ban đêm thì mặc dù là mình đã bật chất lượng ảnh ban đêm, nhưng mà nó cũng không cải thiện được mấy. Nhưng mà vẫn tốt hơn là trên chiếc LG G8. Trên chiếc LG G8 ấy, thì khi mà mình chụp, mình phải giữ tay rất là chắc.
Thế nhưng mà về cái tốc độ chụp cũng như là về chất lượng ấy, thì LG G8 không bằng được so với lại trên chiếc Xiaomi Mi 8 Pro này. Bắt khoảnh khắc rất tốt. Chứ còn trên chiếc LG V40 hay là LG G8, nếu mà hoạt động hoặc là chuyển động nhanh quá thì nó sẽ không bắt được hình nha anh em nhé. Và một cái điểm nữa đó là màu sắc ở trên chiếc Xiaomi Mi 8 Pro này thì mình thấy rằng là nó không thực tế cho lắm đâu, hơi bị đẩy lên cao quá. Còn về một vài những cái tính năng bảo mật, ví dụ như là cảm biến vân tay trong màn hình này, rồi thì nhận diện bằng khuôn mặt, thì mình thấy rằng là nó không thua kém gì so với lại trên chiếc LG G8 cả. Cái camera trước của nó nhận diện rất nhanh bởi vì là nó có một cái thông số khủng, đó là 20 megapixel. Trong cái điều kiện rất tối thế nhưng mà nó vẫn nhận diện được khá là nhanh. Còn về cái tốc độ mà cảm biến vân tay trong màn hình như này thì lúc nãy mình cũng đã nói với anh em rồi. Và cuối cùng, đó là về viên pin 3000 mAh. Trên cái chiếc máy này thì mình thấy rằng là mình đo một vài những cái thông số, ví dụ như là mình xem YouTube này, trong vòng 10 phút ấy, thì nó mất đó là 3%, thì cũng tương đương là so với lại trên chiếc LG G8 thôi. Với cái tựa game Liên Quân, khi mà mình chơi 17 phút nó tụt mất 10%. Nói chung với những cái chiếc máy như thế này ấy, thì mình thấy rằng là nó khá là nóng khi mà chơi game, nên là cái viên pin nó cũng bị hao nhanh, nó là một cái chuyện rất là bình thường thôi. Thế nhưng mà được cái là trên cái chiếc máy này cái tốc độ sạc của nó thì rất là nhanh nha anh em nhé. Đó là rơi vào tầm khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thì nó đầy được cái viên pin 3000 mAh của nó, và nhanh hơn khá là nhiều so với lại trên chiếc LG G8, bởi vì là mình cũng đã sử dụng cùng một cái củ sạc như vậy, đó là củ sạc 18W sạc cho hai chiếc máy này. Thế nhưng mà về cái chiếc LG G8 thì mình mất tới tầm khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ thì nó mới đầy được. Nên là mặc dù với cái viên pin nó chỉ là 3000 mAh thôi, thế nhưng mà Xiaomi hỗ trợ cho sạc nhanh như vậy thì cũng khá là tốt rồi, đúng không nào? Và với 2 triệu rưỡi mà mình sở hữu được một cái chiếc máy có bộ nhớ RAM đó là 6GB cũng như là 128GB ROM, và một cái chiếc máy mặt lưng trong trông rất ngầu như thế này thì khá là ngon rồi, đúng không nào? Có camera trước thông số khủng, về cái độ chi tiết thì khá ngon rồi, lại có cảm biến vân tay trong màn hình này. Chỉ có một vài những cái yếu điểm, ví dụ như là chúng ta cần phải chuyển jack, rồi thì về cái viên pin của nó cũng không được cao cho lắm, mic thu âm thì khá tệ. Đó là một cái điểm trừ rất nhiều trên cái chiếc máy này khi mà chúng ta quay phim, đúng không nào? Thế nhưng mà về những cái trải nghiệm của nó ấy, rất là mượt mà sau 4 năm. Nói chung khá ngon rồi. Và rồi trên đây là một cái bài đánh giá chi tiết của mình về chiếc Xiaomi Mi 8 Pro trên tay với cái giá 2 triệu rưỡi. Anh em có bất cứ đóng góp nào thì có thể comment ở phía bên dưới video cho mình nhé. Mình sẽ có một bài test game cụ thể cho anh em xem trên cái chiếc Mi 8 Pro này, được không nào?